lên mà em không có nhận ra vợ em, tại vì nó vợ mộng sao á mà. Sao vậy? Lúc đó vợ nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm, là ghê lắm. Trời ơi, vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai là lúc đó tóc quấn là cái gọi là quấn bẩm sinh đó chị. Lúc đó buồn lắm chị, giống như là không sao đâu em, cứ chia sẻ thử. Lúc đó nó anh rất là buồn, giống như là lúc còn đi học thì ảnh đưa rước em đi, còn tới khi mà đi xuất gia thì là lúc đó là từ bắt xe buýt đi, trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á, rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á, em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt đứt trên da đầu, cái chảy máu lắm, lúc đó rất là xót luôn. Ảnh thì nhát lắm chị, em nếu như mà em không mở lời thì ảnh này không dám đâu. Vậy hả? Lại đêm hôm ảnh lúng túng lắm, lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá, thầy công được rồi. Vậy là thầy quá hay luôn đó. Em xin tự giới thiệu, em là Châu Hoài, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Kiên Giang và hiện công việc hiện tại là em làm bảo trì điện ở trên một công ty ở Bình Dương chị. Còn xin em... chào chị Hồng Vân, Quảng Quốc Hận và các vị quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thị Tươi, năm nay em 22 tuổi. Em cũng đến từ Kiên Giang và bây giờ em đang làm việc tại Bình Dương. Em có phải là người Chăm hay là người Khmer không? Khmer. Em là người Khmer vậy. Hai em là ở cùng ở Kiên Giang. Dạ cùng đúng ở không? Kiên Giang. Vậy chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ. Em với vợ em thì quen nhau cũng tầm năm 2012, lúc đó còn đang học sinh á chị, cũng biết nhau qua tin nhắn điện thoại. Ban đầu thì cũng bị chửi nhiều lắm. Dạ. Ủa em, mỗi lần vợ em chửi sao em? Chửi bằng tiếng Khmer, tiếng Kinh. Ban đầu là nhắn tin thì điện thoại thì không có hỗ trợ tiếng Khmer, nên cứ chửi tiếng Kinh vậy thôi chứ không có chửi tiếng Khmer. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ở ngoài? Lúc ban đầu nhắn tin qua điện thoại thì em cũng không biết mặt, nhưng mà không hiểu nhắn tin sau cái nói thương vợ luôn. Trời ơi. Cái lúc có cái dịp lễ ở chùa, hai đứa đi cái hẹn gặp, vợ em nó đứng chờ ở trên đó đó, cái em cũng lên trên đó, em lên mà em không có nhận ra vợ em, tại vì nó vỡ mộng sao á mà. Sao vậy? Lúc đó vợ em nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm, là ghê lắm. Trời ơi, ta vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai là lúc đó tóc quấn mà cái gọi là quấn bẩm sinh á chị. Còn em sao? Cái lần đầu tiên em gặp ông này làm sao, em thấy ông đó đẹp trai không? Xấu lắm mà, anh không có đẹp trai như bây giờ. Ốm rồi, mặc đồ thì xề xòa, không có gọn gàng. Sau khi em quen một thời gian thì em kêu anh thay đổi cách mặc đồ lại đi, dáng đi cũng vậy, đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Hả? Cái cặp này vui quá, gặp mà... hai người gặp nhau đều thất vọng về nhau. Rồi bao lâu thì các em mới dần dần như là thích nhau và quen nhau? Khoảng thời gian nó thích nhau thì chắc cũng lâu, tại vì lúc mà em gặp vợ em xong cái em về em suy nghĩ lại cái cuộc tình này có nên tiếp tục hay không. Mình lỡ mình nói yêu người ta rồi, thôi kệ, trách nhiệm với lời nói, thôi cứ yêu đại đi, cứ yêu suốt tới khoảng 5 năm trời. Vậy hả? Thời gian bao lâu thì em bắt đầu là cảm thấy là em thực sự là em yêu vợ em? Trong thời gian cũng ngắn lắm chị, khoảng 2 tháng, lần thứ hai gặp mặt là em đã thấy khác rồi, đã biết make up đẹp hơn nhiều rồi, trắng rồi tóc tai gọn gàng, mặc đồ cũng gọn gàng, nhìn đẹp lịch sự. Bây giờ nè, em nhận xét đi, cái thời gian đó với bây giờ thì là lúc nào đẹp hơn? Dạ bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Giờ đẹp hơn rất nhiều nha. Rồi lần đầu tiên em nắm tay vợ em, hôn vợ em là sau đó mấy tháng? Lần gặp thứ hai thì lúc đó mà quen nhau cũng lâu rồi, khoảng 5-6 tháng gì rồi. Cái em cũng nói với vợ em là anh gặp thì anh xin hôn một cái. Nhưng mà cái lúc mà anh xin anh hôn em, anh lúc đó em thấy làm sao? Ảnh run lắm, ảnh nhát lắm, gặp mặt xong rồi ảnh không dám nắm tay. Em thấy vậy, em mới chủ động nắm tay xong. Anh lại nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, ảnh làm như là nắm tay có bầu không bằng. Rồi sau đó sao, có hôn không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về, cái anh mới nói em cho anh hôn một cái nha. Cái em mới chần chừ, anh nói rồi hôn một cái xong rồi ảnh đưa em về. Về xong rồi anh mới nhắn tin cho em, nói em ơi anh không muốn rửa mặt luôn á. Em hỏi ủa sao vậy? Anh sợ trôi cái nụ hôn của em. Trời ơi. Rồi trong cái thời gian yêu nhau như vậy thì nó có những cái sóng gió gì không? Dạ có anh. Ảnh lúc quen lắm lại là giống như là em bị gò bó vì mọi thứ, giống như là ảnh ghen dữ lắm. Đi chơi á, ra ngoài á, mặc hả đồ hở hang một chút lại không cho. Em mặc áo khoác mặc quần dài vô đi mới cho ra. Thậm chí có khi là nói chuyện điện thoại với ảnh điện cho em mà thấy cuộc gọi chờ, xong rồi em mà không điện đi á, một tí em mà điện đi hỏi em nói chuyện với ai vậy.
bạn của em trai hay gái vậy? Anh ghen cực kỳ ghen. Cái đó là ghen tuông thôi. Còn có lúc nào mà tụi em cảm thấy là sẽ phải xa nhau không? Có gì, lúc đó là em quen vợ em được khoảng 1 năm. Trước đó em đã nói trước với vợ em rồi. Năm sau anh đi xuất gia. Xuất gia để làm gia là... Nếu theo người Khmer thì xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu mà xuất gia thì làm sao mà cưới nhau được? Dạ, xuất gia cái em hoàng tục ra mới cưới vậy. Ủa nhưng mà lý do gì em lại hoàng tục? Lúc đó là em vừa xuất gia, cái em vừa đi học. Xuất gia khoảng 3 năm sau. Lúc đó em đang học ở trường nghề. Trong trường bảo là giờ em phải hoàng tục ra để em đi làm. Em phải đi thực tập tốt nghiệp em mới ra trường được. Chứ em cứ vậy là em không có ra trường được. Cái cũng bắt buộc em phải... Phải ra, mà còn em thì sao? Lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị. Giống như là... Không sao đâu em, cứ chia sẻ. Lúc đó nó rất là buồn. Giống như là lúc còn đi học thì ảnh đưa rước em đi. Còn tới khi mà đi xuất gia thì là lúc đó là tự bắt xe buýt đi. Trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á. Rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á. Em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt trên da đầu, có chảy máu, lúc đó rất là xót luôn. Nhưng mà anh đang không hiểu là nếu như đã xuất gia thì phải chia tay chứ. Dạ đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó là hai đứa chia tay. Anh bây giờ anh đi xuất gia, cái nếu mà em chờ được thì em chờ, còn em chờ không được thì em có thể quen người khác. Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy không ai giống như ảnh hết. Nên em vẫn quyết định em chờ. Vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp xong em mới hỏi địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. Lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ em sự bất ngờ. Rồi xong lúc em về rồi, em thấy chồng em vậy sao? Lúc... Bất ngờ luôn chị. Xong thấy ảnh xong rồi cái tự nhiên em khóc luôn. Tóm lại là quá bất ngờ. Xong rồi đứng giống như đơ luôn á. Bị đứng hình đó đúng không? Dạ bị đứng hình luôn á. Xong cái tự nhiên không biết sao em lại lúc đó lại khóc nữa. Giống như là cái cảm xúc nó dâng trào quá bất ngờ. Sau cái lần đó là hai người tiếp tục yêu nhau 1 năm nữa. Dạ. Rồi lúc đó là trong 1 năm đó thì có làm điều gì mà trái với luân thường đạo lý không? Dạ không chị. Giữ cho nhau đúng không? Hai em quen nhau là cái chuyện mà ăn cơm trước kẹn á, là hai em rất là nghiêm túc trong cái chuyện đó. Tại vì hai bên gia đình rất tin tưởng hai đứa. Là giữ cho tới ngày đêm tân hôn đúng không? Dạ. Như vậy là chắc chắn rằng là hai em đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh lại không dám đâu. Ồ chị hả? Với lại đêm tân hôn ảnh lúng túng lắm, lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá thầy. Thành công được rồi. Trời ơi, vậy là thầy quá hay luôn đó. Mà Châu Hoài có thể chia sẻ cái cảm xúc của em cái lúc mà cái lần đầu mà em được coi như là gần với vợ mình. Dạ lúc ban đầu thì cảm giác thì nó cũng vui lắm, tim nó đập thình thịch đúng lại là một khoảng thời gian lâu mới quen được. Cảm xúc thì em cũng có gì cho mấy, chỉ là sợ thôi. Cảm giác là sau đêm thứ 10 là hết sợ rồi đúng không? Dạ đêm thứ 10 hết sợ. Bây giờ là các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Hai năm của các em có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi trong 2 năm qua anh thấy rằng là Châu Hoài nó như chắc có lẽ là một người hiền lành, chắc ít có tật xấu lắm đúng không? Có thì cũng có nhưng mà ít. Tật xấu của ảnh là ảnh không biết lãng mạn. Em nhớ có lần đợt đó 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó, em mới nói anh ơi bữa nay lễ đó. Anh mới nói là lễ rồi sao em? Xong cái em buồn xong ảnh dắt xe ảnh đi mua cái con gấu bông bự quăng cho mặt em cái đùng giống như là quà tặng vậy đó. Giống như dằn mặt vậy đó. Giống vậy đó. Rồi không lãng mạn một tập. Không lãng mạn. Còn cái gì nữa nè? Ảnh lười. Lười gì? Ngày lễ này nọ nói anh ơi rước em đi chơi, nói thôi đi chơi vậy em ngủ đi, nay làm gì mệt ngủ đi. Nhưng mà trong cái vụ kia có lười không? Dạ không. Rồi ta lắc đầu là không rồi còn hỏi. Rồi bây giờ tới em đó Châu Hoài. Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều gì mấy đâu. Chủ yếu là lười, bấm điện thoại xuyên suốt, cứ cầm điện thoại suốt. Em kêu đi tắm đi, không tắm là nhất quyết không tắm. Rồi lười, đồ thì em toàn em giặt hết. Giặt tay hả? Dạ giặt tay, em giặt hết. Tại vì công việc của em á, em vừa làm công ty lại vừa bán hàng online á. Nên về nhà thì chỉ có ít thời gian để mình online với nhóm thôi. Nên cứ ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại là vậy. Dạ. Thôi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì không gọi?
Dạ em cũng muốn vợ em phụ giúp em một số việc gia đình vậy thôi, chứ em biết là bán hàng online nhưng mà tối thì cứ ôm khư khư điện thoại, 10 giờ rồi vẫn không chịu ngủ. Vợ em cứ bấm điện thoại thì em đâu dám tắt đèn, sợ nó ảnh hưởng tới con mắt. Đó. Nên em đâu có dám tắt đèn. Thấy thương không? Đó đó đó. Hiểu cái chưa? Dạ. Cái chi tiết đó là chi tiết mà gọi là đắt nhất trong cái hay mong không? Muốn thay đổi của chồng. Đó. Rồi, đêm nay nhớ tắt đèn sớm nha em. Dạ. em thì em mong muốn cho Hoài thay đổi điều gì? Dạ, em thì mong muốn chồng em thì lãng mạn chút xíu, bớt mê ngủ lại và có thời gian rảnh thì chở em đi chơi nhiều hơn. Thấy chưa? Nghe ông, nghe ông phải lãng mạn chút xíu đi thì tôi sẽ tắt đèn sớm hơn. Dạ. Hai chồng chưa có con nè. Nói chung là hai bạn này đang trong cái thời kỳ mà gọi là bù đắp lại cho 3 năm anh xuất gia. Yeah. Đang rất là son, đang tận hưởng đi, cố gắng hết sức tạo những sự lãng mạn nhất có thể. Trước khi các bạn thể hiện cái cử chỉ lãng mạn với nhau, anh xin chúc cho vợ chồng của em ha, sang năm sau sẽ đậu nha. Đậu gì? Đậu thai. Đậu thai. Và chúc cho một em bé tuyệt vời đó xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng em. Rồi ông lãng mạn với em đó. Ông làm chuyện gì lãng mạn với vợ ông đi. Hai đứa đứng lên đi. Đó. Em biết. Thôi cho tôi mới chịu. Mà nhìn gì để tao làm thì làm đi. Trời. Thôi bao nhiêu là đủ rồi. Và cứ thế nha, hãy nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không? Dạ không phải. Rồi sao? Trời, bây sao? Giờ mà đoán đến cái mức gì mà không được nữa. Mà chỉ coi mặc đồ xong hỉ kìa. Anh giới thiệu về mình đi. Chào anh Quốc Thuận cũng như chị Hồng Vân. Tên đầy đủ của mình là Vũ Đức Quân, đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc, kinh doanh dịch vụ salon tóc làm đẹp. Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi. 39 tuổi. Quá trẻ. Chuyên về tóc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu, em là Võ Thị Thùy Vân. Em 32 tuổi, là cũng đang là trợ lý bên ngành tóc cho ảnh luôn ạ. Hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi. 13 năm. Dạ. Có em bé chưa ạ? Dạ, hiện tại là em có 5 bé ạ. 5 cô công chúa luôn ạ. Dạ. Ngũ Long công chúa luôn. Ngũ Long công chúa. Dạ. Wow. Cưới nhau được 13 năm hả? Dạ. Rồi đẻ tới 5 đứa. Coi là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi? Em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu. À. Tiếp tục 10 là dạ. Mấy năm nữa? Cứ lai rai là 2 năm một đứa. Đúng rồi, em lai rai sanh 5 bé là 8 năm 5 bé. Thật sự là em với lại chồng em là định sanh 2 bé đầu thôi. Bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim Nhà có 5 nàng tiên lắm luôn á. Phim đó vợ tôi làm sản xuất. Vợ tôi sản xuất. Liên sản xuất. Liên sản xuất. Ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy Trần Ngọc Giao đó. Trời ơi, là đạo thầy diễn ơi, cái thầy phim đó. Có fan hâm mộ thầy. Ôi, thầy ơi. Bộ phim của thầy mà ra 5 đứa con nữa. 5 đứa con gái đó, nhà có 5 nàng tiên luôn đó thầy. Rồi sao? Sao nữa nè? Lúc đó thì hai vợ chồng thì mê nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy. Thì bạn thứ ba thì sanh ngoài ý muốn, lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính. Bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á. Sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa. Thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi. Thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa, nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi sanh đại đi, biết đâu bé thứ năm lại là gái. Thì là thật sự là rất là đẹp. Mà trai gái gì cũng được lắm. Thì bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để. Dạ. Đứa gái. Hay quá ha. Dạ, đưa ra coi như Vũ Long công chúa. Thực ra là 4 đứa là tứ đại mỹ nhân rồi đó. Bây giờ phải quay vòng lại. 19 tuổi đã làm đám cưới. Dạ. Gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi và gặp ở đâu? Đó, bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ. Cái tuổi mà mới lớn đó. Đó. Thì các bạn lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau? Cái lần đầu tiên á thì gặp bà xã ở một cái cánh đồng dưới ánh trăng. Đó, thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương. Em đi đâu mà ra đồng vậy? Đi đâu xuống. Mà ra đồng mà lúc buổi tối mà trăng rằm. Lúc đó thì đi xuống với một nhóm bạn, xuống dưới đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi thì bà xã ở đâu xuất hiện. Lúc đó thì nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương, có vẻ bén lẻn thì mình cũng chú ý. Thì cô ấy mời mình ăn bánh, ăn trái cây thì mình tối thì nó cứ mờ ảo vậy đó. Chị hỏi nè, cánh đồng ở đâu? Cánh đồng ở dưới khu Gò Vấp. Khu Gò Vấp là nhà của em ở thành phố Hồ Chí Minh mà dạ, đúng không? Đúng rồi dạ. Bạn đi xuống đó bạn đi nhậu không? Bạn làm không, gì? Đi chơi nhà bạn. Nhà em là ở gần đó. Dạ không, anh kể sai, tự nhiên em xuất hiện giống ma quá. Ở đó bởi vậy đó, nó bị cần phim vậy. Trời, nó giống như phim liên quan chứ gì á chị. Em không biết, tự nhiên có con bé tóc dài đi đánh trăng mờ mờ ảo ảo. Đến, anh ăn bánh được. Anh kể sai rồi, thật sự là bạn của anh
cũng là bạn của em. Hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi thì anh cũng vô tình anh đi qua chơi thôi, thì lúc đó là chỉ có bốn người thôi, là luôn em cả anh luôn á, là bốn người ngồi ở ngay cái đường mương thôi. Ngày xưa thì không có đèn đường, chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi, cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Em nói lịch sự là em có bánh thì em cũng có mời ảnh, nhưng mà anh cứ nghĩ là em thích ảnh. Thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó đó thì em cũng khá là thanh tú. Tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ. Cái cảm giác một cái chàng trai mới lớn vậy, tự tin, thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là ai đó thì cũng sẽ bị hút mình, tôi thì mình thêm cái kiểu kiểu như vậy. Cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi, thì lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo. Mới đầu tiên lần đầu tiên là đi theo kêu em nhà em mà gần đây không, kiểu ghẹo ghẹo vậy đó, anh đưa em về nha. Em có ấn tượng gì về Quân không? Dạ không, lúc đó em mới chưa đây bồ được tháng. Em nghĩ là ổng lắm nhưng không được. Ổng thích ổng luôn? Không, tại nhìn ổng già lắm, tại vì anh lớn hơn em 7 tuổi. Mà thời điểm đó là chính xác là em mới bước qua khỏi tuổi 15. Đúng rồi. Gần 16 tại tuổi. Tại vì ổng nói đó nhiều cô gái thích ổng lắm. Dạ, thế là lúc anh đang làm người mẫu nữa. Đào qua, rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh. Nhưng mà xui cho ảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh. Khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút? Em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh, cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á, em mới cảm nhận được á là cái sự chân thành của ảnh. Thì lúc đó là sau cái lúc mà đêm trăng trên đồng á là bao nhiêu lâu? Tầm cỡ 5-6 tháng. 5-6 tháng sau là mới 16. Là tiệm của ai? Tiệm của em hả? Tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau. Đúng là em đã thích cổ rồi đúng không? Và ý định làm chung là của ai, là người khởi xướng ra? Em là người khởi xướng, tại vì mục tiêu của em là cũng muốn mở tiệm. Nó vừa có một cái sự thích, vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề, mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được, thì nó giống như là giáp vào cái công việc nữa thì nó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà sao em biết cô giỏi? Em có đi tới chỗ cô ấy gội đầu, chỗ cô ấy làm á, em có Lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm uống tóc rồi. Dạ. Nhắc tới phần đó em hơi bị quê nghe là. Sao em? Cái lần đầu tiên mà anh tới bạn thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi. Mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về, ổng canh còn cả 10 phút nữa ổng mới tới. Mà tới làm gì? Gội đầu. Em cũng ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn muốn mắt lắm. Cũng khó chịu lắm, cũng ráng mà làm thôi. Xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo, mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn. Ổng bo cho em cái tờ đó mà ổng vừa bước ra khỏi cửa ổng phóng xe ổng đi, rồi em thấy tờ nó muốn rách làm đôi vậy đó. Đến khi nào thì ổng tỏ tình với em và chính thức là của nhau? Có những cái động thái sơ sơ, nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi. Mà có lãng mạn không? Nhà không khô eo Nhà không khô eo Khô eo hả? Sao ông sao? Ông nói sao? Trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê. Không hiểu sao mà tự nhiên anh có hôn môi em. Nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ. Em bị hình dung ra cái mối tình trước á. Nó không có được chân thành. Em có khóc. Lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì có một cái mối tình mà dang dở đó. Nghe cô ấy nói một chút về cái tình cảm giữa bạn trai cũ. Và sau đó thì cô ấy khóc. Không biết sao tự dưng cái trong cái người mình nó có một cái gì đó. Nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó diễn tả. Nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu. Thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi. Sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm. Để mà hai đứa về chung một chỗ đúng không? Đúng không? Chính thức là để tỏ tình, để mà về làm vợ anh nghe là như thế nào? Có lãng mạn mua một cái nhẫn. Thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái là sẽ đeo, một cái là đeo tay, một cái đeo ở trong cái chuyền cổ. Lúc đó thì mình cũng không biết nói gì, lúc đó cũng rất là nhát. Kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì giờ em đeo chung với anh. Có làm vợ anh không? Không, lúc đó chưa xác định là cưới. Lúc đó thì cũng vẫn là đôi mươi thôi, thì lúc đó em mới có hai mấy thôi. Sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 3 năm sau. Thực tế mà nói rằng tụi em chưa có cưới nhau khi có con, mà tụi em có con rồi mới xác định là đến với nhau. Trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau, sau đó thì phát sinh. Khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao. Mẹ cũng la kêu mày giỡn mày gì này nọ. Là mẹ em hay là mẹ em nhờ ba mẹ người lớn nào xuống với bên ngoài để bắt đầu nói cho hai bên. Em về nói với má là con đã có bầu. Dạ, má nó kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi. Rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ổng hay là 19 tuổi lấy ổng? 19 trẻ là 18. 19 cưới là 20 em xanh. Bây giờ qua cái phần nói xấu đi. Kể xấu nhau. Mười mấy năm đó, bây giờ nè, tật xấu của ông Quân nè, ổng có nhiều hay không? Cũng nhiều á. Cũng nhiều đó. Dạ đúng rồi. Rượu chè không có, thuốc lá cũng không, gái gú cũng không. Nhưng mà anh hay bị làm cho em hay bị rối não. Ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt. Em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo nhẹ nhẹ rồi nói chuyện
cho thoải mái tí xíu. Nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc. Ban ngày là anh đã làm công việc rồi, nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với mình. Công việc. Mà nói với ai? Dạ nói với em. Trời ơi. Cho nên là đầu não hay bị căng lắm, căng thẳng, đâm ra mình hay cọc với nóng tính. Là em cũng có sửa đổi rồi, chứ thời gian trước là em giống như trai vậy đó. Gia đình mà có nhiều con á, hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà. Không bao giờ ngưng được. Nhắc đứa này tới đứa kia. Dạ đúng rồi. Em làm luật sư miết mà. Về nhà có chơi với con không? Dạ có, hầu như là có à. Tham công tiếc việc. Dạ, áp lực công việc á, về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó. Mình cũng không có dám nói lại, phải chịu đựng. Mới một ngày là đó mới cái mình bùng phát ra, xong cái là cãi nhau, cũng có viết giấy vài lần. Còn tật xấu gì nữa nè? Hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi. Tại mệt quá đấy, làm việc nhiều quá. Làm việc làm tay chân rồi làm đầu óc nữa, cho nên làm xuống là ngủ liền. Rồi gì nữa? Rồi, có lãng mạn không hay là khô khan? Về sau này anh có lãng mạn một chút thôi, chứ còn thời điểm trước á là anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm. Giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó, là cứ để cho đi. Em nói anh ơi em mang dép cao đợi em tí. Trời đi chứ cho cực vậy. Khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không? Hình như là không có, em chỉ bị stress cho nên bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi. Lúc đó là sinh đứa thứ mấy? Dạ thứ năm. Hồi tháng năm vừa rồi là em bị stress, em bị lên ký, em bị rối loạn nội tiết tố. Em không có kiểm soát được cân nặng của mình. Là phì lên đúng không? Dạ phì. Đúng rồi. Cái thời điểm đó là em 73 kg. Cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi. Nhưng mà em giảm bằng cách nào? Em vô được một cái lớp học, may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân hơn. Em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Những người mà bị tăng cân là do stress á, mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi, nó giảm đi. Cái giai đoạn đó Quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không? Cũng hiểu được, cũng đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực. Em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm, nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn. Lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy. Nếu mà có một cái cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn cắt gỏng, cáu gắt. Nhưng mà nói là em đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra. Và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn Facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến. Chuyện của hai bạn á, thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm, 13 năm rồi, là quá hay luôn. 19 tuổi đã là vợ rồi, 20 tuổi là mẹ. Mà không phải là mẹ một lần, là mẹ tới 5 lần. Trải dài cả một cái thanh xuân. Cái hiện tượng là khóa điện thoại, khóa Facebook, là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức. Đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này. Ngược lại, cái dở của Vân là Vân không chịu nói. Đó là cái quyền lợi của em. Em là mẹ của 5 đứa nhỏ, quyền lợi của em quá nhiều. Tại sao em không đòi hỏi? Bắt đón ý, trời ơi, làm mệt thấy mồ luôn. Bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á. Mình stress một thì chồng mình cũng stress một. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ nói mình những cái điều gì đó. Hôm nay thì anh rất là vui khi mà lên cái chương trình này. Thì anh cũng hiểu được cái nỗi lòng của em. Thì anh thực sự là biết ơn, cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau. Em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh. Anh sẽ đồng hành cùng với em. Và thời gian tới thì anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em. Và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi, để bù lại cái tuổi thanh xuân mà em đã phải trải qua, đã bị thiếu hụt. Thôi mình có nhau đứa nữa nha. Anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á, thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao á. Trời ơi, dễ thương quá, nó rất là lãng mạn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Vương nghe. Cảm ơn chị. Cảm ơn Vương nghe. Bây giờ trước tiên, anh mời em giới thiệu về mình. Vâng, em tên là, giới thiệu ở camera hả? Đúng rồi. Ok, em tên là Valentin Constantinescu, em là người Romania và em sinh năm 85. 85. Sinh năm 85. Tuổi châu. Đúng là tuổi của năm nay luôn. Tuổi năm nay vâng. Tuổi của em tên Sửu. Vâng. Em có tên tiếng Việt không? Có gì ạ? Em có tên tiếng Việt có cái không? Tên tiếng Việt là Valen. Valen. Valen, bình thường người Việt gọi em là Valen bởi Valentine là hơi dài. Còn các bạn nước ngoài gọi là Vali, nhưng mà Vali người Việt sẽ đọc là Vali. Vali. Thế thì cho người Việt thì bình thường em tự giới thiệu bản thân là Valen. Valen trông như có cái nghe như Việt Nam, như tiếng Việt. Valentine. Vâng, Valentine. Thật ra là nếu mà phiên âm đúng là Viên á ha. Dạ. Anh Viên á. Vinh. Công việc của Valen là gì? Em là, nếu mà nội trợ thì về chồng thì nói như nào? em là chồng ở nhà. Là nội trợ đó hả? Là chồng trợ. Valen là nội trợ. Là chồng nội. Bởi vì vợ em là người kinh doanh và em tất nhiên là giúp vợ em với kinh doanh. Hỗ trợ. Nội tướng. Nội tướng. Okay. Rồi mời em.
Dạ em tên là Phạm Thiên Ngân, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và... Ủa, sao đến từ Hà Nội mà nói tiếng Nam hay vậy? Hả? Dạ thì đổi qua nói tiếng Bắc cũng được ạ. Ồ, nói tiếng gì cũng được ạ. Hay quá, hay quá. Em đang làm kinh doanh gì vậy? Hiện tại thì bọn em mở mở quán cơm, mở bán cơm, cơm văn phòng và cơm tấm. Hay quá. Với cả ở đâu? Khách sạn chó mèo nữa. Khách sạn. Khách sạn chó mèo. À khách sạn chó mèo nữa. Cùng cùng một chỗ luôn. Oh, hay quá vậy. Vậy hả? Vậy. Ủa nhưng mà là tụi em làm ở quận mấy? Dạ bên quận 2 ạ. Quận 2. Dạ. Hey, hay quá. Tại vì bọn em muốn xây dựng một cái trung tâm văn hóa cũng dạy tiếng Việt miễn phí và cũng tiếng Anh miễn phí nữa. Để có nhiều người với những sở thích khác nhau có thể gặp nhau ở khách sạn chó mèo, ăn cơm, uống các thứ, học tiếng Việt, văn hóa, học tiếng Anh. Rất là dễ thương. Mà chị hỏi nè, hồi lúc tụi em gặp nhau á, là tụi em dùng ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Rumani? Cả hai. Cả hai luôn. Em không có biết tiếng Rumani. Thì bởi vì chị nói là Rumani là ít ai biết lắm. Dạ đúng rồi. Là... Vâng. Em nói một vài câu bằng tiếng Rumani để mà cho anh nghe đi. Depinde ce vrei să vorbesc acum. Poți să zic, poți să vorbesc despre absolut orice. Ok, vậy thôi đó. Rồi, nhưng mà vợ em cũng biết một chút tiếng Rumani, một số từ. Rồi, bây giờ kể anh nghe đi. Cái lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu? Và ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là qua Facebook. Thì hồi đó là ảnh các bạn làm quen với em á, mà tính em thì hơi bị chảnh, nên là thường là có người lạ thì các bạn thì em không có đồng ý thì nhưng mà em thấy có bạn chung trên Facebook á thì em mới hỏi là không biết là có gặp nhau ở đâu chưa, kiểu là ví dụ như là đi chơi hay là có bạn chung gì đó, thì em mới nhắn tin em hỏi là ê anh ơi mình có quen nhau không. Cái thì ảnh về sau thì ảnh mới trả lời là không có quen nhau, nhưng mà but less là kiểu là bây giờ thì làm quen đi. Đó, vậy là bọn em bắt đầu bọn em nói chuyện với nhau. Nhưng mà nhắn bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh? Dạ em nhắn bằng tiếng Anh tại vì em thấy ảnh là người nước ngoài nên em không có nói tiếng Việt. Nhưng mà Valen ở đây lâu chưa? Vâng, em sang đây vào năm 2004. Gần 10 năm hả? Hơn 16 năm rưỡi. Mấy? 16 năm rưỡi. Đúng rồi. 2004. Wow. Là em coi như là em đi đi về về đó phải không? À không, mà em sang đây học ngoại giao, em sang đây học bổng. Và sau khi em học xong thì em cứ ở lại thôi. Tại em yêu đất nước này à? Vâng, tất nhiên nếu mà không yêu thì về nước từ lâu rồi. Hỏi một câu chút xíu, thế vậy là từ lúc qua Việt Nam thì là có quen với cô nào trước cô này không? Thì là, lúc đó thì trước khi đã gặp vợ em đã có nhiều cái bạn Việt. Nhiều các bạn Việt. Vâng. Em là ngoại giao mà. Rồi. Là yêu đương thôi chứ còn không chưa có lập gia đình với bất kỳ người nào. À không, tất nhiên rồi. Không, em nghĩ là những cảm xúc mà em cảm giác bây giờ chỗ ngăn là đúng là tình yêu thật lòng. Những cái gì lòng. Cảm xúc đã có thể em đã có trước thì là như kiểu thích thôi. Là yêu thôi, yêu. Không phải là yêu, là thích. Tiếng Anh, tiếng Rumani thì phân biệt rất là rõ giữa yêu và thích. Không, tiếng Việt cũng vậy, tiếng Việt cũng yêu và thích. Tiếng Việt phải là yêu thật lòng thì mới là tình yêu, là love bằng tiếng Anh. Còn nếu mà là yêu nhau, bao lâu yêu nhau, 2 tháng ví dụ chẳng hạn, thì nó là chỉ thích nhau thôi, không phải là yêu nhau. Ôi, nói tiếng Việt rành quá luôn. Rồi, rồi ạ. Nhưng mà anh hỏi này, anh thắc mắc là anh đang muốn biết là tại sao em lại kết Facebook bạn này. À, bởi vì đã có một số bạn chung, với cả lúc đó thì cái profile với cho cái ảnh trông rất là xinh và đẹp và hay. Bởi vì nhiều cá tính vào, cá tính vào. Không phải cá tính, nhưng mà cái cách chụp ảnh là một cách tự nhiên. Chứ hỏi bây giờ đa số con gái thì cứ chụp ảnh như kiểu là hoặc là mình đang ở với xe ô tô nào đó, hoặc là với cái gì. Rất là em thấy chán, không hay lắm. Nhưng mà cái hình mà em ấn tượng bạn này là bạn chụp hình như thế nào? Là chụp chắc là selfie, không biết, mà đang cười. Vậy thôi. Mình cười thôi. Em có nhớ cái không phải là như thế. Đúng không phải là như thế. Không vậy luôn. Không, em không nhớ luôn á, em chịu. Chắc là đang xem về tai hay là gì đó không biết, mà chỉ là một mình cười rất là tự nhiên và rất là tươi thì thấy hấp dẫn. Thích thì thôi. Vâng. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? 5 ngày. Em hơi bị dở về cái vấn đề ngày tháng. Em không có nhớ ngày tháng, nhưng mà chắc là gần một tuần gì đó, năm ngày. Khi em gặp cô này ở ngoài đời so với cái tấm hình ở trong avatar và những hình ảnh của cổ trong Facebook thì nó có khác nhau không? Có khác nhau tất nhiên rồi, bởi vì ảnh không phải là sự thật. Và những cái gì khác nhau thì là tốt hơn. Vâng. Tức là bạn này gặp ở ngoài cuộc sống là em thích hơn là và so với những Facebook. Thế nào qua Facebook. Còn em thì sao? Em ý chị hỏi là khi gặp ảnh ở ngoài đời á, ấn tượng đầu tiên hả? Facebook. Ấn tượng đầu tiên là y như trên Facebook vậy thôi đó. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp ảnh thì ấn tượng của em không có được tốt lắm.
Tại sao? Tại vì là ảnh hồi đó thì ảnh nói sao ta, là ảnh ăn mặc hơi bị không có đúng gu em. Không có. Em có thể tải chút xíu về cái gu ăn mặc của ảnh lúc đó. Ảnh có thể là ví dụ như là ngoài Hà Nội thì có thể là trời mùa đông nó lạnh hơn á, thì ảnh có thể là mặc một cái áo len dài tay ở bên trong, xong rồi ảnh mặc một áo thun ra ngoài mà màu sắc thì nó không có phối được với nhau, nó không có, nói chung là nhìn nó rất là kỳ cục. Xong rồi mặc một cái quần rộng thùng thình, xong rồi đi một đôi giày mà kiểu giày mà hơi bị rách một xíu á. Nhưng mà nói giày này hả? Có thể là giày này với quần rộng và cũng không phù hợp. Nói chung là không có mốt, không có quan tâm về quần áo, về ngoại hình, không có để ý đấy, ngoại hình không có bản bao chỉnh chu. Mà nên em gặp là ở Hà Nội hả? Dạ đúng rồi. Coi như là không có ấn tượng. Rồi tiếp theo đó thì sao? Sau đó thì em nói chuyện với ảnh thì nói chung là cũng đi chơi bình thường thôi, hai đứa nói chuyện với nhau thì ban đầu em cũng chỉ xác định là bạn bè bình thường thôi. Nhưng không... mà chắc chắn là Valen là người tỏ tình với em trước. Dạ đúng rồi. Mà bao lâu thì ảnh bắt đầu tỏ tình với em? Ảnh tỏ tình lúc mà hình như em nhớ là ngày đầu tiên mà gặp á, thì là ảnh đã nói là ảnh rất là thích em rồi. Là sau 5 ngày đó. Dạ, sau 5 ngày đúng biết rồi. Nhau đó. Là hơi nói. Sau khi đã trả lời lời và bảo là sorry do I know you like no let's thì đã bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh. Rồi dần dần thì cũng đã có chuyện là các sorry mất tiếng. Ồ Valen nó tiếng Việt hay à. 16 năm mà em. Ồ nói rất là mà nghe em nghe hiểu hết à? Valen. Em nghe anh chị nói là hiểu hết đúng không? Bởi vì một số giọng ở miền Nam thì có vấn đề, em thấy có vấn đề để hiểu. Nhưng mà giọng của anh chị thì ok. Nhưng mà bây giờ bố mẹ em là vẫn ở bên Romania. Hai em trai với cả anh trai đang ở Hà Nội. Là mấy anh em qua đây rồi để bố mẹ ở bên đó mình vậy đó. Còn chị gái bên Tây Ban Nha. Chị chắc gái thì qua Tây Ban Nha. Chắc 2 năm không có gặp ba mẹ đúng không? Dạ. Dịch nè, đâu có gặp ba mẹ được đúng không? Không, bởi vì mẹ cũng do một số việc riêng đã có sống ở Hà Nội 1-2 năm và mấy gần nước năm ngoái thì cũng đã có thể gặp nhau. Họ cũng đã gặp nhau, mẹ cũng sang đây, anh cũng sang đây. Xong trước. Bà nhuộm á, cái ngôi trên này nè nó đen rồi nè. Đã tóc ra đúng không? Em á. Chồng em nhuộm đó. Chồng em tẩy, chồng em nhuộm. Sau đó em, vợ em... Em tự em nhuộm hả? Không, vợ em nhuộm tóc của em. Là hai vợ chồng đè nhau ra nhuộm. Đúng rồi ạ. Nhuộm nhau. Chúc nhớ kể cái này. Ý kiến của vợ là muốn chán màu tóc thì vợ là muốn một màu khác. Thì lúc đó em bảo là ok, couple thì cũng thế. Hôm nào nhuộm cho anh nha. Tóc thật của tóc, em tóc anh chắc không cần tốn thuốc luôn nữa. Tóc vàng. Hơi nâu sáng. Valen, đó giờ em có đi đóng phim chưa Valen? Ngày xưa thì em đóng phim, em cũng tham gia chương trình chuyển phim tối thứ ba. Cái gì? Chương trình chuyển phim tối thứ ba. Chuyển phim tối thứ ba. Hồi 2009. Hồi đó cũng không có cái hai liền nha anh em. Nhiều phim nữa rồi cả. Mặt hay bộ, mặt trai. Đâu cái mặt hay, này như là đã, chị đã thấy em trên một cái phim nào rồi á. Có là phía cuối của vòng là phim người dân. Nó có đóng phim. Raphael. Hòa Đào ơi, Hòa Đào là một phim bộ. Rồi, chị nghe tiếng đi. Ủa, em ở quận 2 mà cái tiệm cơm của em là ở đường nào? Là từ đây là 1.5 km. Dạ, khúc ủy ban nhân dân quận 2 luôn anh. Là qua sông thì phải đi rất là đường gì? Dài. Trương Văn Bang. Trương Văn Bang. Dạ, ủy ban nhân dân quận 2. Gần ủy ban nhân dân quận 2 luôn. Yeah. Tên là vợ chồng A Food. Vợ chồng A Phủ. Đây là A Food. Food là đoán ý, tiếng Anh. À, thế hả? Vợ chồng A Food, giống như chương trình này, vợ chồng San, vợ chồng A Food. Đắt không em? Rất là rẻ. Có nghĩa là kinh không? Không, ý là quán có đông không á. Nói chung là cũng ok anh. Là và cái khách sạn chó mèo là sao cưng? Cũng là bên trong. Khi mà là... người ta đi du lịch thì sẽ gửi chó mèo cho mình để chăm sóc chó. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Nhiều không? Nhiều không? Hiện tại thì có khoảng tùy, nói chung là cái ngành này mất mấy theo mùa á chị. Ví dụ như là người ta đi du lịch, ví dụ Tết nhất này hay là hè này, có ở mấy cái quận 2 này đó. Nhưng mà một ngày như vậy là tính bả bao nhiêu, mấy bả? Tùy kích cỡ đó. Mindot. Ví dụ như Mindot đó, cỡ khoảng 5-7 kg. Thì 5-7 kg là 190. Không, cái giọng của vợ chưa có. Dưới 5 kg.
145 là giống chồng có rồi đó. Khi thì 15 thì là 235 là cưới đó. Em có một cái quán cà phê ở gần đó không? Tại sao không mở quán cà phê á để cho người ta vừa uống cà phê, ta vừa nhìn thấy mấy con chó mấy con mèo được. Chứ cũng tính mở đó anh. Hay lắm á. Nhưng mà căn bản là tại vì cái khu đó, cái khu em ở là nó đang phát triển chứ nó chưa phát triển hoàn toàn. Vắng. Mật độ dân cư cũng chưa có đấy. Đọc được. Em biết cái chỗ khu đó. Ai, trời ơi sao lâu vậy trời ơi. Công nghệ này nó tắt thành can. Chưa phát triển được. Lâu thiệt là. Alo. Đây, con có kêu. Hình như đây con mắt. À không. Không có. Rồi tiếp, nhanh. Rồi. Rồi cái việc mà khi nào Valen mà tỏ tình với bạn là ngay hôm đó luôn. Vâng ạ. Rồi em có được nhận lời không? Bởi vì là thì sau khi Ngân đã trả lời tin nhắn của em bằng tiếng Anh và khi nói chuyện thì cũng đã nhận ra là em biết tiếng Việt. Và lúc đó thì Ngân cũng bảo là thế à, bởi vì em thấy người nước ngoài nói tiếng Việt rất là dễ thương thì video chat đi, thì đã video chat. Nhưng thực ra Ngân thích những người nước ngoài bập bẹ bằng tiếng Việt, không phải là nói lưu loát. Bập bẹ thôi thì thấy việc này là một việc dễ thương mà cứ cố gắng để học tiếng Việt mà cứ là thôi là người nước ngoài và thôi nói tiếng Việt kiểu đấy. Nhưng mà khi mà gặp em trên video chat thì đã nói 45 phút thì đã video chat và nói bằng tiếng Việt, tiếng Anh thì rất là lưu loát và như thế thì Ngân bảo là ok không dễ thương nữa. Nhưng mà dần dần như thế từ ngày đó thì bọn em đã nhắn tin và video chat ngày nào cũng thế đến thứ sáu khi mà cả hai bọn em đã có thời gian để gặp nhau. Thế thì có nghĩa là đến 5 ngày đó là như đã biết nhau và đã biết về nhau thì rất là nhiều rồi. Thế thì lúc đó em đã cũng rất là thích Ngân rồi và khi mà đã gặp trực tiếp thì em cũng đã thấy là em muốn Ngân là bạn gái của em. Thế em đã tỏ tình luôn rồi, nhưng mà Ngân bảo là phù nhàn thế thì không anh ơi, chỉ là bạn thôi. Nhưng mà em cũng đã có thể cảm giác là Ngân đã thích em lúc đó rồi. Ngân bảo từ chối, bảo là không. Nhưng mà em biết là chắc là trong đầu thì đã thích rồi. Phải làm giá chứ. Không. Lúc đấy là em, ý của em là Ngân đã không biết và đã bắt đầu thích em rồi. Nhưng mà tự bản thân không biết, nhưng mà trong đầu thì đã biết. Trong lòng thì có, nhưng mà chưa. Tức là tình trong như đã mà ngoài còn e. Giờ phải hỏi Ngân nè. Hỏi Ngân nè, tại sao em lại coi như là không đồng ý. Đó. Tại lúc mà mới gặp là ngoài xấu quá à. Nên là đó em nhơi nói là vì cái cách ăn mặc nó không có chỉnh chu, không có đúng gu, nên là em thấy kiểu là ok nói chuyện thì vui đó, nhưng mà ăn mặc vậy thì không có đúng gu em. Hay là một cái nữa là em bị hơi vấn đề tâm lý về cái việc là em không có thích người quá là lớn tuổi. Như anh chị biết rồi là bọn em chênh nhau 11 tuổi, ảnh hơn em 11 tuổi lận. Thì lúc đó mà khi mà bọn em mới quen nhau là em mới có 11 tuổi. À quên. Em mới có 20 tuổi. Em mới có 20 tuổi thôi. Thì khi mà lúc đó là ảnh 31 tuổi rồi. Nên là em thấy là kiểu là trời ơi, 31 tuổi là cũng đứng tuổi rồi, cái tuổi đó người Việt Nam mình là có vợ có con hết rồi á, tại sao mà không biết mà tự dưng lại thích cái con nhóc mà mới có 20 tuổi đầu như mình. Thì em cảm thấy nó có cái gì đó hơi bị phi lý á. Em cảm thấy không an toàn. Như vậy là tỏ tình lần đầu không được, vậy thì tỏ tình bao lâu thì em mới chấp nhận? Lâu. mấy lần em? Lâu thì không đếm được, nhưng mà thời gian là 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi sau là coi như hầu như là tần suất có thể một ngày hoặc cách ngày em tỏ tình lần. Khi mà gặp nhau thì đi chơi với nhau, có thời gian vui vẻ với nhau và em tỏ tình. Thì đó, bởi vì cứ đi chơi, hôm nào đi chơi gặp là tranh thủ. Như châu mà. Sau 1 tháng rưỡi là coi như là em nhận được lời đồng ý đúng không? Vâng. Và chính thức là yêu nhau. Dạ. Đó là ngày 17 tháng 9. Dạ, cái lần tỏ tình đó ảnh có cái gì đặc biệt không? Cái lần tỏ tình mà em đồng ý. Thế anh diễn lại đi cho nó dễ. Okay. Diễn đi, rồi bắt đầu. Thì về lời thì lời không phải là đặc biệt. Nhưng mà về trường hợp, về hoàn cảnh thì là đang ngồi trên sofa, đã có một cái bàn. Và khi mà mang đồ uống thì bảo là do you wanna be my girlfriend? Đó vậy thôi đấy. Nhưng mà tại vì em thấy nó dễ thương á. Kiểu là ảnh cố gắng rất là nhiều rồi. Và khi đó là ảnh kiểu là thật sự là em... Trong cái câu đó thì nó không có cái gì đặc biệt cả, nhưng mà mình có thể cảm nhận được là người ta thật sự là vô cùng là thật lòng trong từng cái câu chữ đó. Nên là em mới nói là thôi thì ok, bây giờ đồng ý rồi, chuyện tương lai thì mình tương lai mình tính tiếp. Cuối cùng cái câu đó có thể nói lại do you wanna be my girlfriend bằng tiếng Anh, bởi vì lúc đó là cũng là một trường tiếng Anh. Thì rồi sau đó là có tặng luôn nụ hôn không? Là hôn nào? Tất nhiên rồi. Là nụ hôn đầu tiên là ở đó luôn. Vâng, đúng rồi. Coi như đồng ý một cái là hôn luôn. Thế thì là nếu mà chính thức rồi thì chính thức thì đúng không?
Rất là bất ngờ đúng không? Dạ. Hay là có xin phép em không? Dạ không, không xin phép. Tôi lời bảo là đã đồng ý rồi, cái sau bao nhiêu lần đã tỏ tình rồi thì bây giờ đồng ý rồi thì vuf nhảy luôn và là ok. Vuf. Lúc đó cảm giác em sao trước trước vì Valen. Valen á, trước Valen thì là em đã có người yêu chưa? Dạ em có rồi, cũng có trải qua một hai mối tình gì đó, nhưng mà cái thời đó em còn là học sinh nên là nói chung là nó cũng là tình yêu tuổi học trò vậy thôi, cũng không có cái gì gọi là trưởng thành hay là không có cái gì mà mình nghĩ là nó sẽ tiến xa trong tương lai được hết. Đó là cũng là một điều là tại sao là khó và lâu thời gian để đồng ý với tổ tiên của em, bởi vì là em cũng là người nước ngoài và chưa quen mình nước ngoài thì cũng thấy là về văn hóa các thứ thì rất là khác hơn và tranh nhau 11 tuổi nữa. Nhưng mà em có thấy là tức là khác nhau nhiều không? Khi mà yêu một người đàn ông nước ngoài với lại người Việt Nam á, khác nhau nhiều không? Em thấy cái này nó không có liên quan tới cái nói quốc tịch đó. Nó không có liên quan tới cái việc đó mà nó liên quan tới mỗi một cái con người khác nhau. Thì em thấy là ảnh thì cũng như bao người đàn ông khác thôi. Nhưng mà ảnh có những cái điểm rất là đặc biệt mà em rất thích. Ví dụ như là ảnh cực kỳ yêu động vật nè. Hay là ảnh cực kỳ là chăm lo cho em và cực kỳ lo lắng. Nói chung là ảnh rất là biết lo và thương vợ. Nên là ví dụ như là thường là em không có phải làm cái gì hết á, mà việc gì ảnh cũng chăm anh làm. Là ví dụ như là nhiều hôm là rảnh lên là hôm nay anh nấu cơm cho em ăn này, hay là thôi hôm nay em thì em rất là thích động vật và em nuôi ở nhà, em nuôi 5 con chó với 4 con mèo. Nên là ví dụ như là hôm nay mà em mệt em nói là thôi hôm nay anh chăm tụi nó giùm em đi, anh dắt chúng nó đi dạo hay là anh làm gì đó anh làm giùm em đi, thì lúc nào cũng vui vẻ giúp đỡ vợ hết á. Một lần mà dẫn 9 con đi luôn. À, mèo thì để nhà. Ở nhà có dắt chó có đi. Hay. Ủa, nhưng mà như vậy là cầm 5 cọng dây hả ba đen? Không, bởi vì con chó của mình không cần dây. À, mấy con chó con đúng không? Mấy nhỏ phải không? Không, nhưng mà con chó của mình không chạy ra. Con chó của mình ở gần mình. Khi mà gọi về thì đúng là gọi về thì thôi. Không cần vợ ok đi bây giờ quay lại đi thì quay lại. Tại em ruột chứ lo lắm. Cho em rất là nhiều thứ. Dạ. Vậy thì Valen có lãng mạn không? Cái lúc mà yêu nhau, cái lúc mà chưa cưới nha. Dạ. Ảnh từ cái lúc mà em quen ảnh tới giờ là lúc nào ảnh cũng lãng mạn hết trơn. Đúng rồi. Người ta nói chung là chị bởi nãy chị mới hỏi em là em có thấy khác không á? Thì cái người châu Âu hay là người đàn ông nước ngoài làm như là cái tư duy của người ta về tình yêu nó rất là, nó gọi là ái tình á, nó rất là lãng mạn bay bổng. Và nó là bản chất rồi, nó là thuộc tính của người ta luôn. Bởi vì chị nói về châu Âu thì cũng không phải là người nào cũng vậy. Nhưng mà đa người. Số em giống như Việt Nam cũng vậy, người Việt Nam á, là cũng rất nhiều người lãng mạn và cũng có những người không lãng mạn, nhưng mà nó là đa số và thiểu số. Ví dụ như bên châu Âu á, thì là đa số, nhưng mà đương nhiên là cũng có những thành phần thiểu số là họ không có như vậy. Thì Việt Nam cũng vậy, nhưng mà Việt Nam là thiểu số là lãng mạn. Thường á, là những người đàn ông sau khi mà lấy vợ rồi là bớt lãng mạn nhiều lắm. Ở châu Âu cũng vậy. Ở châu Âu cũng vậy. Anh muốn biết là trong cái giai đoạn mà các em yêu nhau đó, nó có những cái câu chuyện câu chuyện tình yêu mà nó lãng mạn mà nó thật là ấn tượng, em có thể kể cho anh nghe được không? Một cái hành động gì đó hay là một cái dịp nào đó, những cái kỷ niệm về tình yêu của em với Valen. Cái thứ mà ảnh làm mà em thấy lãng mạn nhất đó là cái đợt mà bọn em yêu nhau kỷ niệm một năm đó, đúng hôm đó là kỷ niệm một năm. Thì em vốn bản thân em là một người rất là lãng mạn, nên là em chắc chắn là sẽ không thể yêu được một người mà người ta không có cùng sở thích với em là không lãng mạn đó. Thì em lúc đó là kỷ niệm một năm nên là em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, là đặt bàn này rồi này nọ các thứ, là đi ăn đi chơi các thứ, là tạo bất ngờ cho ảnh. Thì đúng hôm đó thì ảnh tự dưng ảnh nhắn tin cho em buổi sáng, ảnh gọi em xuống, cái ảnh nói là em xuống đây đi, anh có cái này cho em hay lắm nè. Cái em mới nói là ủa cái gì vậy, nó nói cứ xuống đi thì mở cửa ra một phát chó. Anh nói em là em nhớ đem con bé cuốn nhà em tên là Rút, lúc đó em mới có một đứa thôi, cái tên là Rút, cái nói em là em mang Rút theo nha. Cái em nói là ủa không biết đi đâu, đi công viên rồi chở người ta đi công viên hay gì mà tự dưng đòi đem chó theo. Cái em mới đi xuống thì em muốn coi là làm gì thôi. Cái ảnh nói là em mở cửa ra một phát thì thấy ảnh
Đã ngồi trong cái xe hơi, bọn em thì không có xe hơi nên là ảnh đi thuê một cái xe hơi. Cái ảnh lúc đó là em thấy ảnh ngồi trong đó rồi, ảnh ló đầu ra ngoài cửa sổ vậy này, ảnh nói là em lên em xin phép ba mẹ em đi chơi với anh, đi chơi nói là đi chơi mấy bữa rồi về nha. Cái em cũng kiểu là ok, xong ảnh nói là rồi em bây giờ em pack mấy cái bộ quần áo lại rồi em đi với anh luôn đi. Cái em mới lên em xin phép ba mẹ em nói là cho con đi chơi với bạn trai con. Cái đi chơi thì ảnh chở em qua Hạ Long. Ra Hạ Long xong rồi lúc đó là khi mà vô tới cái phòng khách sạn là em thấy là có nguyên một cái banner rất là to. Ở trên đó thì ảnh ghi một đống rất là nhiều thứ mà gì mà cảm ơn em vì một năm qua em đã ở bên cạnh anh, thực sự là chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy các thứ. Nói chung là anh nói rất là nhiều cảm nghĩ của anh lên cái banner đó. Dạ đúng rồi. Và còn có bánh kem các thứ, nói chung là rất là lãng mạn. Và cái lúc đó thì thực sự là em nhìn cái con người đứng trước mặt em thì em biết là đây chính là người đàn ông mà dành cho mình, vì người ta thật sự quá yêu mình và mình cũng quá yêu người ta, và không có cái gì, không có cái lý do gì nữa để mà mình không ở cạnh người ta nữa. Hay quá. Thế có nghĩa là sau đó thì là giờ tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Đăng ký kết hôn vào ngày 28 hay là 29 tháng 8. Cái này thì ngày này thì không quan trọng với bọn em. Quan trọng với bọn em là ngày mà Ngân đã đồng ý để làm bạn gái của em. Thì là ngày 17 tháng 9. Và về đám cưới thì bọn em chưa có. Và chưa tổ chức. Và đã định tổ chức vào năm nay. Nhưng do dịch như thế thì không thể, thì đã quyết định là sẽ hoãn đến khi COVID, tình hình COVID trên thế giới sẽ là ok. Bởi vì cũng họ hàng với cả các bạn từ bên Romania sẽ phải sang đây. Em thì là chắc chắn là gặp ba mẹ vợ rồi. Vâng. Nhưng mà em thì tại vì tình hình dịch thì em có gặp được ba mẹ chồng chưa? Em có gặp mẹ chồng em thôi, chưa gặp ba chồng em. Là gặp ở đây? Dạ gặp ở đây. Tại vì mẹ chồng em qua đây. Cái cảm giác đầu tiên của em khi mà em gặp ba mẹ vợ thì sao? Thì đối với bố đúng là lần đầu tiên là một chuyện hơi hay. Bởi vì lúc đó thì em được ngân về sau khi đi chơi khoảng 11 giờ tối gì đó, thì hơi muộn. Và khi mà về thì đã mở cửa, nhưng mà bố chắc là không biết, lúc đó bình thường đang ngủ, bởi vì lúc đó thì bố mẹ ngủ. Nhưng mà bố không ngủ và xuống và thấy em và đứa ngăn về. Và em không thấy, bảo là bất ngờ vào quyền nhìn như thế, bởi vì là một con trai đưa con gái về sớm muộn về cả nước ngoài nữa. Thì bố cũng là nhiều kiểu mặt như thế này. Thì lúc đó em bảo chào chú ạ. Không biết nói gì thì rồi lại lần gác luôn, bảo là oops. Thì là lần đầu tiên em gặp bố. Còn gặp mẹ thì một buổi trưa em nhắn tin và bảo là Ngân có rảnh không, bởi vì tự dưng bây giờ anh rảnh thì đi ăn trưa. Thì Ngân bảo là ok, đi đang ở đây. Thì đưa địa chỉ em đến, vào lúc đó thì thấy Ngân ngồi với mẹ và là ok chào cô ạ. Thì ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện. Vâng. Bây giờ là chắc bố mẹ có thương Valen không? Dạ, bây giờ thì có, ban đầu thì có thì lắm. Dạ. Nhưng mà giờ chắc với ông này chắc có lẽ là rất là cưng đúng không? Dạ, giờ thì cưng rồi. Rồi bây giờ thì tới cái phần rất là quan trọng. Em xem trình vợ chồng sau này nhiều chưa Valen? Bọn em không xem TV ạ. Không có thời gian, bây giờ là đang kinh doanh thì sẽ là từ sáng đến tối. Rồi bây giờ coi như là các em ở chung với nhau là được 2 năm mà đúng không? Dạ, bọn em quen nhau từ năm 2016. Thì sau 2 năm làm đám cưới thì bây giờ là ở chung thêm được hơn 2 năm nữa. Rồi bây giờ cho hỏi cái phần tật xấu của nhau. Với Valen có nhiều tật xấu không? Ảnh thì là một người đàn ông gần hoàn hảo. Chưa hoàn toàn hoàn hảo. Thì là ban đêm ảnh mà ngủ, mà lúc nào mà ảnh ngủ say. Bởi vì đặc biệt là bây giờ bọn em, cái công việc của bọn em nó rất là áp lực. Và thường là bọn em đi làm về rất là trễ, thì ảnh thì ngủ rất là say, và khi mà mệt, cơ thể ấy mình đã mệt rồi thì ngủ rất là say. Thứ nhất là ngáy nè, nhưng mà ok, ngáy thì em có thể bỏ qua được, nhưng mà đang nằm mà nhiều khi mà đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á, mà trời ơi tay trong đật khu loạn xạ lấy cái lên, mà toàn đập vô mặt em không à, đập vô người em không á, đau muốn xỉu luôn á, mà không dám gọi dậy, tại vì là sợ gọi dậy thì mất giấc ngủ. Nên là em lại phải nhẹ nhàng lật người ảnh qua bên cạnh để cái gà ngủ dậy thì sẽ bảo là xin lỗi em ngồi cái rồi lại ngồi thật lại một lần nữa thì cái giờ không điều khiển được là đâu biết đâu. Nhưng mà nhiều khi là do áp lực ban ngày á, nhiều khi không, mà em như thế từ bé. Từ nhỏ luôn. Không biết trong đầu của anh khi mà mơ rất là năng lực, không biết mà cứ
di chuyển như vậy. Có nghĩa là tăng động. Vâng. Đúng rồi. Trong lúc thức cả trong giấc ngủ luôn. Đúng rồi, vâng, tăng động vâng, lắm vâng, anh ơi. Vâng. Em có nhiều năng lượng và khi mà ngủ thì em ngủ, nhưng mà đây ngủ dậy thì chỉ cần vào lại Valen ngủ dậy ngay. Và sau đó, sau 5 giây thì làm ngủ tiếp. Em ngủ rất là dễ, rất là dễ ok. Dễ ngủ và dễ thức. Đúng rồi. À. Vâng. Anh... À, nhưng mà về ồn ào thì không, về ồn ào thì có thể hát ở bên cạnh em nhưng mà em không có alarm, cái chuông của em không ngủ dậy. Nhưng mà nó chạm vào và nói là vá lên thì em ngủ dậy luôn. Rồi còn gì nữa không? Một cái nữa là người ảnh nóng lắm. Cái nhiệt độ cơ thể lúc nào nó cũng cao. Và ảnh đối với em như kiểu là một cái lò á. Ở cạnh lúc nào cũng như một cái lò. Mà em thì là một người cực kỳ sợ nóng. Em là động vật như kiểu động vật ưa lạnh á. Em thích những cái nơi lạnh. Nên là em không chịu được nóng. Nên là kiểu là khi mà ở bên nhau thì nó cũng hơi bị hạn chế. Tại vì không có ôm ấp nhau được nhiều. Ngủ cũng vậy, là ngủ mỗi đứa một bên. Thì vì là cứ ôm em một phát, xong rồi tới 1-2 phút sau thôi, chỉ cần 1-2 phút sau thôi là em thấy nóng quá, thôi anh ơi bỏ ra đi, đừng có ôm nữa, bỏ ra. Vậy là năng lượng của em rất là nhiều á. Nó tỏa ra á chị. Có khi em lại bị tắm lạnh. Mình nước lạnh đấy rồi quay lại thì ok đỡ một chút mà lại sẽ nóng. Nhưng mà tắm rồi lạnh được trong lúc đó thôi chứ ra là hồi. Dạ đúng rồi, lại nóng. May lạnh thì 16 độ luôn, thì vẫn như thế. Rồi cái gì sữa? Hết rồi ạ. Người đàn ông gần hoàn hảo. Hoàn hảo quá rồi. 99.9%. Mỗi một ngày có hôn vợ nhiều không? Ừ, lúc nào cũng hôn, ôm hôn suốt ngày đó anh. Ôm hôn suốt ngày. Dạ đúng rồi. Ôm hôn suốt ngày. Nó nhiều muốn truyền năng lượng qua cho vợ cho nên là hôn đúng không? Không, nhưng mà cảm em chỉ đi theo cảm giác thôi. Em cảm giác làm gì thì làm. Rồi bây giờ nhìn này. Vợ cưng á, em hiểu chứ cưng đúng không? Vâng. Nhìn như baby á, cưng á. Vâng, lâu lên. Là... giống như là hồi xưa mình chơi búp bê á mà mình dạ. Nhìn búp bê mình cưng là mình phải hôn nó thôi. Đó là từ tiếng miền Nam. Rồi bây giờ tới Valen đó. Dạ. Thế vợ có tật xấu gì không? Không, chỉ có một cái là không chịu nóng. Và vì vậy thì rất là khó chịu nóng, là không cho chồng ôm đúng không? Khi mà đi ngủ em rất là thích để khi mà cả hai đứa có thể rất là mệt thì có khi mà ok ôm nhau và ngủ. Và khi mà ngủ thì sau đó ok thì mình sẽ tách ra trong khi ngủ. Nhưng mà trong lúc đi ngủ thì ngủ ôm nhau trong hoàn cảnh ôm nhau. Thì nhưng mà cái này rất là hiếm bởi vì bình thường thì sẽ cần nhiều thời gian hơn. Để nhưng mà nếu 1-2 phút thì là ok rồi, cả hai đứa đi ngủ luôn thì ok. Nhưng mà bình thường cần nhiều thì không thể đi ngủ vào ôm. Tắt tiếng rồi. Trời cái mi bỉ gì vậy trời, cái hoài vậy. Tại vì ổng nóng quá đó. Cơ thể ổng cháy, cháy luôn rồi. Cháy micro người ta rồi. Chắc vậy quá, cái năng lượng. Tại ba dây cháy dây điện. Cháy dây điện. Em nói được tiếng miền Nam một chút nhưng lúc em không nói được nhanh. Từ hay tiếng Bắc. Không, nhưng mà em hay sang mà. Sang tiếng Nam. Em nói tiếng Việt rất là rành luôn. Sang tiếng Nam. Em nói tiếng Việt rất là rành. Ở nhà hai vợ chồng mà mỗi lần gây lộn là gây bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Cả hai á anh. Cả hai á, bọn em. Đúng rồi, nếu mà lúc bình thường em nói chuyện với gia đình hoặc là nói chuyện với ảnh thì em nói tiếng Bắc. Nhưng mà khi mà em ở trong này thì đặc biệt là nếu như mà nói chuyện với người nói tiếng Nam thì em tự đổi. Tự thay đổi thôi. Hay chứ bộ. Cho chị em đổi miền Bắc luôn đi xem khán giả của mình nghĩ sao. Ngân giống như con bé Thanh mà học trò của chị á. Bé Thanh á. À bé Thanh hả? Bồ Lưu Dương hả? Em gặp bên đi chị thấy ơi, bên. Nóng quá làm hư micro luôn rồi. Cái nhiệt lượng tỏa ra nặng quá. Mạnh quá cho nên là cháy micro. Mấy giờ rồi? 4 giờ rồi. Trời ơi. 4 giờ kém. Kéo Huy kéo cục bích ra sang ngoài này nè. Hay quá trời lâu. Tại vì tối nay chị phải diễn ở sân khấu. Mà kịch từ đây về sân khấu chị cả tiếng đồng hồ. Chưa kể kẹt xe. Thì đó bởi vì tối thứ bảy mình kẹt xe. Tối thứ bảy kẹt xe dữ lắm á nha. Ủa bình thường mình quay đến mấy giờ đường vậy anh Nguyễn chị? Đường Nguyễn Tất Thành. Còn 2 số nữa đó. Bây giờ phải đua. 2 số nữa là 4 cặp nữa. Dạ. Anh diễn chó mèo. Dễ thương ha. Dạ. Em, anh muốn 1, 2, 3, 4. Muốn mấy con chó xúc xích đó. Test. 2, 3, em biết 2, chó xúc xích không? Biết nó dài á. Dạ. Chút nữa em cho anh số điện thoại nghe. Dạ. Em hỏi gì nào có đó. Em
Nhưng mà em đó, em không có bán, em không có bán. Có bán đâu. Em không có bán phải. Ví dụ như em ở khách sạn đó, ví dụ em mà có chó xúc xích tới á, em hỏi người ta, anh kiếm không có. Tại vì nếu mà mua trên mạng á, em hỏi anh Xuân Nghị á. Không, Nghị nó nói rồi không có, hiếm khi nào có chó xúc xích lắm. Chó xúc xích rất là hiếm. Để em hỏi khách em cho, tại vì là em vừa rồi em vừa mới nhận một bé xúc xích á. Mà nhỏ, anh thích nhỏ hay to thì nhỏ cái này nữa nè. Ừ. Còn lo, nghĩ là dài lo. 1, 2, 3, 4 Suy nghĩ, biết Suy nghĩ không? Lo. Dạ không. Anh Suy nghĩ có con chó phải là thông minh, phải nói nhất nhì Việt Nam. Anh nói nghiêm túc luôn. Còn nó khùng lắm. Mê chó đó. Để em lát anh lấy số điện thoại đi. Em có thỉnh thoảng em có khách. Có mối em có khách á. Nhắn gì mà. Dạ. Tại vì chỉ có cái người chủ nuôi chó xúc xích thì mới biết cái nguồn cung cấp. Đúng rồi. Chứ giờ mua tầm 7 là nó ra tới 3, 4. Dạ. Nó ngu. Mấy chó xúc xích mà F3, F4 ngu. Xúc xích mà F0 với F1 nghe cực kỳ thông minh. Trời nóng quá lại đàn ba. Nóng. Áo áo chị. Alo. Alo 1, 2, 3. Ok, good. Work. Trời ơi. Hai cái điện thoại. Cái của vợ, cái của chồng. Rồi, một là của em, một là của vợ. Ok, rồi tiếp tục nha. Từ bên nào. Rồi bây giờ thì Valen muốn vợ mình thay đổi điều gì? À không. Không có gì là muốn thay đổi. Không muốn thay đổi luôn. Sao bởi vì bạn tránh giữ nguyên như vậy đúng không? Đúng rồi, bởi vì bọn em cũng nghĩ là có quan điểm là sau khi bắt đầu yêu nhau thì không giải thích thế nào là em yêu Ngân bởi vì Ngân là như vậy. Thì nếu mà em đã muốn Ngân thay đổi thì chắc là em không bắt đầu yêu. Thì Ngân không còn là Ngân nữa. Và em yêu Ngân thì là đúng như thế này. Đúng là như thế. Vâng. Okay. Chứ không phải là bắt đầu yêu rồi ok bây giờ phải thay đổi để làm gì. Nếu mà chưa hoàn hảo thì chưa yêu. Đó là theo bọn em là như vậy. Em thì sao? Em cũng vậy. Em có đồng quan điểm, đồng suy nghĩ. Chỉ có điều là vì ảnh nhiều năng lượng quá nên là nhiều khi là cũng ước là anh bớt lại. Đang cố. Nhưng mà giảm là thiền, giảm. Thiền. Đúng rồi. Rồi anh nghĩ rằng là khi mà hai em có baby thì chắc chắn anh sẽ chia cái lượng năng lượng của anh ra, cái cho mẹ, cái cho con thì sẽ bớt. Nghe. Dạ em cũng hy vọng. Em có mong chưa? Valen, em có mong có baby chưa? Chưa, bây giờ thì bọn em chưa bởi vì chưa giàu. Enjoy đã chứ đúng không? Không, chưa giàu. Chưa giàu, mọi thứ ok thì có nghĩa là không cần bỏ nhiều sức để kiếm tiền các thứ thì lúc đó ok để có con. Ok rồi. Và khi mà cảm giác cái này cũng tùy Ngân nữa. Bởi vì đối với em thì đơn giản nhưng okay. Đối với Ngân thì khó hơn. Ngân cũng còn trẻ mà. Dạ đúng rồi, em còn trẻ. Thôi vậy chúc tụi em hạnh phúc nghe. Rất cảm ơn tụi em đã tham gia chương trình này. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ. Chúc cho mau giàu. À, mau giàu. Mau giàu. Cái đó hợp lý. Có thể. Mau giàu để mà tôi có cháu. Vâng. Rồi, cảm ơn hai em.